xin chào tất cả các anh chị em ạ. Thì hiện nay mình đang có mặt tại sảnh đợi của DK Underground số 61 Nguyễn Công Trứ 2 và Trương Mạng. Thì như mọi người có thể nhìn thấy đây là không khí hiện tại của DK. Khách hàng đang đợi trên tầng 2 để đăng DK rất là nhiều rồi. Và vì tầng 1 không đủ chỗ nên là khách hàng đã phải di chuyển qua tầng 2. Vậy mọi người có thể thấy không khí ở tầng 1 cũng đang rất là nhộn nhịp. Em có những câu hỏi gì không ạ? Để DK sẽ tư vấn thêm cho các bạn cũng như là có thể đặt lịch cho các bạn khi mà mọi người muốn qua trải nghiệm dịch vụ nhé các bạn nhé. Hiện nay thì đang là thời điểm rất là gần Tết rồi, lúc các chị em thì đang có nhu cầu làm đẹp rất là cao. Nếu mà chị em nào mà đang có bất cứ những thắc mắc gì về dịch vụ của DK thì mọi người cứ inbox ngay trực tiếp cho fanpage DK Eyebrow hoặc là cho Facebook Hoàng Minh Vương để có thể được các bạn chuyên viên tư vấn của DK tư vấn thêm về dịch vụ cũng như là mình hỗ trợ các bạn có thể đặt lịch qua để sắp xếp chuyên gia cho các bạn nhé. Mình cần chuyển vào trong hiện nay thì DK có tất cả 5 chuyên gia về môi này. Mỗi chuyên gia thì sẽ chuyên về một mặt cơ địa khác nhau. Nếu mà chị em nào đang có nhu cầu làm môi nhưng mà môi của mọi người gặp cái tình trạng khó xử lý và đang suy nghĩ là không biết là môi mình như thế này làm có lên có được đẹp hay không thì mọi người cũng đừng lo nhé, cứ inbox trực tiếp cho DK để DK có thể tư vấn thêm cho các bạn. Và khi các bạn qua thì các chuyên gia sẽ thăm khám cái tình trạng môi trước của mọi người để có thể xét xem là môi của mình đang ở tình trạng như thế nào và đưa ra cách xử lý tối ưu nhất để có thể mang đến cho bạn một sản phẩm môi rất là đẹp ạ. Còn ở DK thì chỉ có duy nhất một người làm lông mày là chị Hoan Minh Vương thôi. Chính vì thế mà DK rất là luôn đông khách lông mày. Và như mọi người có thể biết là 70-80% khách hàng đến DK đều qua giới thiệu của bạn thân, của bạn bè mình hay là người thân. Bởi vì là dịch vụ tại DK thì mọi người có thể biết rồi đấy ạ. Nếu mà chị em có bất cứ câu hỏi gì mọi người cứ comment trực tiếp ở dưới livestream này chỉ để DK và các bạn có thể tương tác với nhau nhiều hơn nữa nhé. Hiện nay thì bên mình đang có chương trình giảm giá đến 25% cho tất cả các dịch vụ. Và nếu mà các chị em nào muốn được biết thêm thông tin chi tiết rõ nhất về cái chương trình khuyến mãi thì mọi người cứ comment ngay dưới này thì mình sẽ trả lời và giải đáp cho các bạn ạ. Mình một lần nữa cùng tiến ra từ hôm nay không có thời gian thì cái thời điểm này là thời điểm như mình đã nói là cái thời điểm rất là gần Tết. Nếu mà chị em nào đang có nhu cầu mình đang tính thì đây là cái thời điểm rất là thích hợp để mình có thể là để thôi tận dụng tối ưu cái thời gian để có một đôi chân mày hay là một đôi môi rạng rỡ để đón Tết. Và nhất là chị em nào đang có nhu cầu muốn xóa sửa mày thì đây là cái thời điểm thích hợp nhất để mình có thể làm đấy ạ. Thì nếu mà mọi người có bất cứ thắc mắc gì thì ngoài comment ở dưới này ra thì mọi người có thể inbox nhé, hoặc là gọi trực tiếp qua online 0911310000 hoặc 0912310000 để được các bạn chuyên viên tư vấn của DK hỗ trợ thêm ạ. Thì mình xin phép dừng lại đây, chuyên viên tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của DK ạ. Xin chào.